Chào em tên gì, em đang ở đâu? Em tên Trang, ở Thủ Đức. Em học piano được bao lâu rồi? Em học piano được 3 tháng. Em thấy học thế nào, có dễ hiểu chương trình học như thế nào? Dạ, chương trình thì dễ hiểu, dễ tiếp thu. Còn giáo viên sao? Dạ, giáo viên thì nhiệt tình, trẻ, nhiệt tình. Cảm ơn em đã chọn trung tâm âm nhạc của Phonia làm cái nơi để phát triển cái đam mê của mình. Vì phát triển như vậy thì ở Phonia thì các bạn học thì các bạn sẽ học, sẽ hiểu và học sẽ chơi được. Mình đã ở Phonia thì đã giúp rất là nhiều bạn, nhiều anh chị cô chú lớn tuổi học và chơi thành công, và mình tin rằng bạn sẽ học tốt. Mặc dù công việc là không có được học đều đặn thường xuyên, nhưng mà mọi bạn rất là đam mê, và thật sự là bạn học bạn hiểu, nên là bạn có thể chơi được những bản nhạc như bản nhạc Roman